Lan xin đại diện cho công ty là Ben Cosmeceuticals kính chúc quý đồng hương xa gần khắp Thiên Châu một năm mới an khang thịnh vượng, dồi dào sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Tiện đây, công ty xin chân thành cảm tạ quý đồng hương đã ủng hộ dược mỹ phẩm là Ben Cosmeceuticals trong 10 năm qua. Tiến sĩ Nguyễn Thường Vũ. Xin kính chào quý vị. Sự phản ảnh của quý vị về thành quả của sản phẩm Laban Cosmeceutical trên làn da của quý vị đã cho chúng tôi một niềm vui rất là lớn, một sự hãnh diện và một cái niềm khích lệ rất là lớn. Và dĩ nhiên, chính vì cái điều đó, cái resolution của năm mới của chúng tôi sẽ nỗ lực nhiều hơn, cố gắng nhiều hơn để nghiên cứu những phương pháp mới để làm cho cái sản phẩm nó đã tốt rồi thì nó phải tốt hơn để làm cho quý vị một làn da thật đẹp trong những năm sắp tới. Xin cảm ơn quý vị.